Xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình làm cái món là bún đậu mắm tôm nha. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị sẵn được cái này là ở đây mình ăn có cái chả cốm nha. Chả cốm với cái này là dồi sả. Với đặc biệt bữa nay mình mua thêm cái ruột heo nữa để ăn chung á. Với cục thịt ba rọi nè. Để lát cái sắt mình luộc. Còn bên đây thì có chả cốm với dồi sả. Với đây có mấy miếng tàu hũ nè Mộc. Nha. 5 miếng nha. Là cái món này là bữa hổm anh có nói là bữa nay anh làm nè. Bữa nay thì mình làm cái món là bún đậu mắm tôm với ở đây mình có thêm lỗ rau sống nữa. Với cái rau nè. Cái bữa nay mình đi tranh thủ sớm á, cái mình hái mấy cái lá cách cho nó còn tươi không. Giờ mình quay xong á, cái mình bỏ vô cho nước cho nó tươi để nó héo. Mà cái lá cách này á, bây giờ mình bỏ vô liền á thì nó tươi nha, nó không có bị héo. Còn mà mình để ở ngoài nắng một hồi cái mình để vô cái nó héo. Dưới đây mình có hái thêm nấm lá cốc nữa để lát ăn vô cho nó có vị chua chua. Còn cái lá ché, cái chuối chét lát một tí xíu mình hái sao. Kế bên này nhiều lắm. Với cái củ gừng này á, bây giờ mình cắt ra nha. Mình cắt ra để cái mình luộc thịt với cái ruột heo nè. Để cho nó khử mùi á. Mấy cái này mình rửa hết rồi. Sắc mấy cái củ gừng này ra. Lát cho Mộc ăn bún đậu mắm tôm kẹp với củ gừng nha. Để lát anh sắc miếng anh chừa. Nhỏ ngồi nhỏ cầm máy quay nhỏ ngồi ngoài nắng. Bữa nay 27 hả Mộc? Dạ. Mai 28 hả? Mai 28 là có chợ Tết rồi. Bán bông rồi. Thường thường hồi nhỏ là giờ này vui lắm. Chiều nay dẫn đi mua bông nha. 30 người ta mới bán bông mà. Với ở nhà mình cũng có trồng thêm đâu cả. Mua khoảng lúc trước mua trước này khoảng tháng á, mua 20 cây bông nhãn thọ để mình trồng á, Tết có chân nữa. Giờ trổ rồi. Hồi cái clip trước mình có quay cái bông của nó. Với nhà thì cũng có trồng mai vàng nữa. Cái Tết cái mình ra mình tỉa, mình cắt cái nhánh á, mình đem vô mình chưng. Mình còn muốn đẹp thêm nữa thì mình đi chợ mình mua. Để mình giờ mình sắt mấy cái củ gừng này nè. Mình sắt xong rồi mình đập cái dập ra nha. Để mình luộc cái mớ thịt heo, cái thịt heo với cái ruột vịt, cái ruột heo. Nấu cái mình làm cái bún đậu mắm tôm á, cái mình cho cái tí ruột heo vô ăn chung cho nó ngon. Cái này giờ mình đi mình luộc cái nha. Mình luộc nó là cái mình vớt ra. Xong mấy cái kia mình chiên. Ở đây nước sôi à. Rồi cái mình cho vô luôn nha. Mình cho vô luộc nha. Ở đây cũng có cho thêm mấy miếng gừng à, cho vô nó khử mùi. Để nó luộc chín rồi cái mình vớt ra. Cái cục thịt ba rọi nó chín rồi hả? Giờ mình vớt ra nha. Mình vớt ra mình để ngoài nước. Mình vớt mình cho vô cái thau nước lạnh nè. Cho nó giữ lại. Để mình để hoài cái nó bị đen. Cho nó ra luôn. Rồi luôn rồi. Lấy giùm anh cái chảo màu. Nhấc xuống rồi. Đi cho anh chạy dầu luôn. Chiên mấy cái.
Ở đây á, tàu hũ mình cũng có sắc khúc khúc về ra nha, để mình chiên. Cái này mình lựa cái tàu hũ trắng nha, mình chiên cho nó ngon, mình chiên lại. Mình ăn với cái tàu hũ vàng cũng được. Tàu hũ này mình để cho mình chiên. Cái tàu hũ mình chiên trước á, rồi lát cái mấy cái kia mình chiên sau. Cái vàng đẹp ha. Dạ. Cái cục mấy cục bự bự ai à, ai cắt vậy? Dạ, mẹ. Ai cắt đấy? Cái tàu hũ thì mình chịu khó mình chiên lại cho nó ngon. Ngồi ngay chỗ này nó mấy cái khói nó lên á. Ông táo gì trời mà thấy đâu ông táo đây nữa. Ông táo gì trời á. Tại nghe chỗ này nó khói ung rồi. Bây cái này mình vớt ra nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chả cơm á. Mình chiên luôn. Đây, đây. Đây này. Cái này mình chiên dồi xả với chả cơm luôn nha. Cái này để chiên cái dồi trước đi. Rồi nó văng rồi. Có nước nó văng. Rồi cho ra luôn. Lên. Đó, trong đây có một con gà nè mọc. Đó. Cái giờ để mình chiên cái chả cốm luôn nha. Đi qua đây. Hai, bốn, sáu, tám miếng luôn nha. Này cho tám miếng luôn. Này được ha. Giờ mình cho con này ra lên dĩa nghe. Ý ông táo tím nay làm gì không lên trời mà còn ở đây ngồi chiên chả cốm nữa. Chưa, bữa nay anh nấu cái này cho ăn là 30 anh mới đi lận. Ủa người ta 30 về mà. Anh lên trả sau anh về luôn. Cái này đi, giờ mình chiên á, cái mình vớt ra, bữa nay biết ghẹo ông táo nữa ta. Cái mình vớt ra cái mình lên mình sắt nha, mình sắt rồi mình thưởng thức. Nó hơi khói. Ở đây thì mình có cho lên cái nia sẵn nè. Để em mình kêu mình vô giới thiệu trước nha. Đó. Ở đây thì mình xếp lên cái nia với đò mình cũng sắt ra. Ở đây cái ruột heo nè. Ruột heo này mình cắt ra nha. Đó. Có mấy cái bành xay nè. Bành xay mình cắt ra. Nãy hỏi em mình khoái ăn mấy này nè. Cái này cái bành xay. Với ở đây có thịt ba rọi mình cũng có sắc lát lát ra. Ở đây đậu hũ. Đậu hũ với cái này là dồi xả nha. Còn cái này là chả cốm. Với mình ăn kèm có cái mớ rau sống này nữa nha. Đây, với đây lá cóc nè. Cái lá cách mình để cái mình đem lên cái nó bị vàng vậy nè. Cái này nó non quá hay sao á. Rồi cái để cái mình cho vô làm nó vàng vàng. Cái này mình bỏ ra. Với bên đây có cái dĩa dưa leo với chuối chét với mấy trái tắc để mình nặn vô nha. Với cái này là xoài. Còn bên đây cái tô mắm tôm. Cái này để mình múc ra cái chén mình đem để xích ngoài kia tí xíu á. Tại vì có mấy cái con ruồi nó có cái mùi mắm là nó bu vô. Cái mắm tôm này á là mình cho đường nha, với thêm tí nước vô là mình quậy lên. À. Rồi, kèm thêm chén tôm. Đây. Này là ớt em mình bằm nè, bằm chén đi mình ăn chung nha. Đó. Cái này em đem ra ngoài em để giùm anh đi. Này em đi chợ trước nha. Dạ. Ngồi ngoài có buồn không? Để lên em đi kịp buồn đi đói. Cái này mình ăn á, cái mình cho tắc vô nha. Đây mình có cắt sẵn mấy cái tắc mà.
có lát mà thiếu đường á, cái mình cho đường vô thêm. Yeah, quay vô đây nè Mộc. Đó, nặng vô vậy nè. Viên một chén luôn vậy nè. Đi đi chơi đi, đi chơi đi. Thấy có mắm cái là nó vui à. Rồi. Này mình ăn với bún nha. Bún với này mình có đem theo bánh tráng nè, để mình cuốn. Bánh tráng này thì không có nhúng nước. Hôm qua bữa hổm con bé Mộc á, nó rửa sao mắt đôi đũa luôn. Mình chẻ cây tre này luôn nha. Này mình cho miếng bún lên. Bún này á mà cả nhà biết á, cả nhà ép lại nha, còn này mình để vậy luôn. Tại mình không biết ép. Ừ. Ăn cái này ăn cái mỗi cái có miếng rau rau vô á cho nó ngon. Rồi bên đây xin miếng chuối chát nha, quay qua đây Mộc. Đó. Đi chơi đi. Này à, dưa leo với miếng xoài vô. Này nó hơi bự rồi, mình cho miếng thịt ba rọi nha. Với miếng chả cơm. Cho nó hơi nhiều á, cái nó cuốn nó bị bể. Rồi, xin mời cả nhà nha. Món này bữa nay hao nữa Mộc ơi. Em hỏi cái mùi thôi em cũng biết mở tiệm được rồi. Cái mắm tôm này á, mình cho cái chanh vô, cái nó chua chua. Như cái mắm nãy mình nêm dừa. Mình ăn cuốn mà giống như bánh tráng cuốn vậy không? Cái mình thích con ăn có nhiều rau sống nè. Ngon. Mà cuốn nhiều quá cái cuốn nó bị bể. Nó bự luôn. Rồi cái lá cách nè. Cái lá cách này phải cuốn với cái ruột heo ha. Đi chở cái ruột heo cái. Miếng rồi. Thêm cục thịt nữa. Cái cuốn này vừa vừa ăn. Nãy anh chưa làm được hổ. Hổ mình chấm vô luôn. Vừa ăn Mộc. Ăn tắt vô, anh nặng vô. Ha. Ăn tắt nhiều không? Thêm hai trái. Rồi em cuốn đi. Hai trái là tới 4 miếng này lần á. Không, 2 miếng. Miếng. Nè, ăn thử cái lá cóc đem lựa cái lọt non non kìa. Thử cuốn vô nó chua chua đã. Cái bánh tráng này là mình không có nhúng nước nha.
Có lá cách chưa? Nè cho miếng lá cách thử à. Ăn thơm thơm ngon. Rồi thiếu rồi. Đi chút đi. Cái cuốn sao đi. Làm miếng ruột. Có cái loại bánh tráng kia mà mình kiếm không có. Bánh tráng mà thường thường ăn với bún. Mời cả nhà nha. Bún đậu mắm tôm á. Cay phải không? Này nãy ai bầm ớt cái ta? Thường thường mấy người nào mà bầm ớt á, có người bầm không cay, có người bầm cay á Mộc. Vừa ăn bún đậu mắm tôm vừa nghe nhạc nữa còn gì bằng. Có sả cuốn với sả ngon. Vừa ngon. Ăn nào đi chợ nha. Bữa nay bé Mộc nó bầm ớt cay dữ dằn. Nè, cho mấy cái này vô nó Mộc. Có dưa leo nè. Em cho vô cho. Điện miếng chuối. Có hả? Cho nó chát chát á. Bún phải còn nhiều. Tại mình để vô cái nia không vừa á. Cái mình cho lên con miếng để mấy cái thịt này nó hết luôn. Bữa nay sao ông Táo nấu được không? Ông Táo này nấu ngon. Chưa hết nó ghẹo mình rồi. Không sao, bữa nay để làm vài món nữa mới đi lên. Mà mưa đi mình tản xong cái rồi về luôn. Nãy giờ em ăn ruột chưa? Ăn rồi. Không có nắng ha? Không. Ăn ruột không?
cái ruột heo này á mà ở nhà chiên cũng được nha, chiên cho nó ấy là, mà chiên có một cái là chiên nó hơi teo lại ha. Còn đây anh em mình luộc luôn. Cái ruột hả? Gớt. Anh làm gì ngon là nhiều thứ ăn không nghe. Mấy cái ruột heo á, mình có thêm cái bàn xay dưới đây kèm vô ăn nó béo ngon. Mà có cái ăn nó hơi lâu. Dài. Trên miếng này làm cuốn bự. Này mà cuốn với rau sống này. Làm miếng thịt ba loại gãy xuống giùm anh đi. Cái chả cớm này trong đây có cớm không? Nó hơi giống như kiểu mà nhựa nhựa ha. Ôi sao cuốn. Cái này mà phải là sáng hái thêm cái lá bạc hà nữa cho bự cuốn cho đã. Cái này nó nhỏ quá ăn rất.
Ừ. Ăn cái ra cách làm sao? Mấy nó chắc chắc. Quán cái ra cách với cái đó chóc vô, ăn thử luôn. Mình chấm ăn thử luôn. Thiếu, làm thêm cục này nữa. Ăn có mùi vậy. Cái lá cách á. Chưa biết rồi hả? Có ăn lại nữa không? Ăn nó thơm. Hỏi thứ không? Phải không? Xin thêm không? Cho thêm miếng rồi nè. Có hả? Có rồi. Em bỏ miếng giò thả luôn. Ăn thơm mùi xả không? Ăn này có rau nhiều quá, nó ngon. Hết lá cốc. Có hơi rồi á, có gì cả nhà xem video thông cảm nha. Nó cả đóng luôn, cái mình đem cái tô mắm tôm đem để ngoài kia luôn á. Ngon. Ngon không? Đổ vô đó ăn luôn. Nãy anh nói nó cay. Không có cái này bị bể. Cuốn với nước á, bị bể. Anh đã hả? Làm em cuốn đi. Cuốn bằng cái lá, lá không bể. Ăn là xong chứ em đợi nó bún đậu cơm tháng luôn á. Vậy tháng sau đi học về á. Tháng sau đi học về là ăn lại. Tôi đã suy nghĩ.
Thôi tới đây thì mình cũng xin kết thúc video rồi nha. Rồi hẹn gặp ở nhà video tiếp theo. Nhớ like, đăng ký kênh VT Nam ủng hộ nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha.